Hello mọi người, hôm nay là ngày của mấy ông bố vào bếp. Đang đốt củi để chuẩn bị nấu gà rồi. Nướng như năm cháu con này ăn sao hết. Đồng đội chứ cá nhân như thằng Lâm Thanh đéo biết đâu nó chạy đéo đâu, nó bảo tao bỏ xe đấy mà đéo biết sau gì nó đi đâu. Trẻ lạt mấy trẻ cây một anh tộc một anh kinh đang xiên thịt. Hả? Nhà bóng quyền đây. Ông làm đây lớn luôn. Ông cháy cho luôn, không mơ, không mơ cháy. We'll be right back.
Mọi người xem thấy hay thì hãy cho tôi một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Làm Vì Đam Mê nhé, Làm Vì Đam Mê HP nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người xem thấy hay thì hãy cho tôi một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Làm Vì Đam Mê HP nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bởi vì là nói thật là nếu kiếm được mà một cái chỗ to mà ra là cái thế thì to nhiều nhiều vào chứ không phải thế đâu, không được một chén này thôi anh ơi, không làm một chén này mà hôm qua thì nói thì chả ấy đâu, mình chỉ đùa nhau trên đấy thôi, nhưng mà hôm nay tao nhìn thấy thật được chưa, đấy là mới biết là cái không phải đâu, cái này là nó từ mọi thứ rồi đấy, không phải đâu, mình nói cái gì nó không phải như vậy. Hôm qua nhắn với Cường mà
tao chỉ tặng mày đâu nhỉ? Đúng hoa chuối. Ôi, 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 tao tặng mày. Mày chết bà mày chưa? Mày chết bà mày chưa Hùng ơi? Bà ta, okay, okay, okay. Bà ta không còn ai. Em xin được mời anh Hùng lần sau ấy, anh đi đâu ấy? Trước nhẹ nhàng hơn. Các anh nhẹ nhàng chỉ em. Ơi, thằng này cũng đuổi đâu. Đi cùng.